định đi đâu đó, mình tới trường của cậu. Mình biết là Doraemon sẽ không bao giờ bỏ rơi mình mà. Quạt siêu năng giúp cho cậu không cần phải thay. Nhưng bảo bó này hoạt động như thế nào vậy? Mình sẽ để nó xuống đất, sau đó cho nó thổi bay cái trường luôn.